Mấy chục năm phải đâu, điệu nó điệu trước, mọi thứ đều phát triển hơn của Bắc nhiều. Con nít ra điệu rồi. Mấy trăm đã bao rồi. Nhưng cũng tùy đấy nhá. Ai mà trong kia mà không điệu thì sống mù luôn. Bây giờ lại ngồi lại gần mình nữa, lần cuối. Ngồi gần với nhau lần cuối trong đời. Nói thế. Video cắt đẹp sau lại đến. Không thèm. Không thèm mà thật ra nhìn kiêu thế. Về nhà con không thèm nhận mẹ nữa. Cái đòi gọi là chị. Cái gọi là chị. Là chị tuổi gì mà chị đòi là mẹ em. Cậu với tớ thì chết. Đùa chứ có nhiều bà mẹ trẻ đến mức mà đi với con cứ như đôi tình nhân. Thật là nhiều người đi với nhau chỉ không có kể gì. Con đã già nó chết tuổi rồi, không sợ. Thằng Sơn nó đi với mẹ nó, nhìn không khác biệt bao nhiêu. Nhìn xinh, nhìn trẻ nó. Thằng Sơn cong rồi nè. Sơn cong. Mẹ nó trẻ mà. Mẹ nó hôm đến đóng phần là thế nào? Còn mẹ nó còn có vẻ ăn chơi hơn thì chồng nó thì đi nấu dâm. Nó là nông dân thế hệ 9X đấy. Nông dân không cày ruộng, nông dân cày game. Trong cái này bộ cày game của những người dân mạng nhé. Cày ruộng trên game. Cứ tưởng là trong cô xin cậu như này là không biết gì là lành chân thất.